Pi sẽ có giá 314.000 đô nếu KYC cũng mất 1 Pi. Chào bạn, chào các Pioneer. Rất vui khi gặp lại các bạn tại chuyên mục Pi Network Daily. Mới đây, trình duyệt KYC đã được Pico Team thay đổi giao diện và bổ sung thêm tính năng quan trọng. Đó chính là tính phí 1 Pi sau khi Picoin của bạn được chuyển thành công về Mainnet. Nói cách khác thì phí dịch vụ cho KYC sẽ là 1 Pi. Đây cũng là một bước gián tiếp mà Pico Team đã tiết lộ về giá trị thực sự của Picoin. Rất khác với những khung giá cao như 314 đô hay 314.000 đô, giá của một Picoin hiện chỉ bằng một lượt KYC tài khoản. Động thái này của Pico Team cũng như một gáo nước lạnh giúp thức tỉnh những leader luôn hò reo mức định giá ngàn đô, đặc biệt là trào lưu GCV 314.000 đô. Ngay sau đây, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu chi tiết hơn về cách nhận định giá trị của Picoin. Xin mời các Pioneer hãy cùng nhau theo dõi ngay sau đây. Phần 1. Cơ chế KYC đã được thay đổi. Thực ra, quy trình KYC tài khoản trên Pi vẫn được giữ như cũ. Các bước cụ thể bao gồm: Bước 1. Chụp ảnh giấy tờ tùy thân. Bước 2. Nhập thông tin chi tiết. Bước 3. Xác minh danh tính và chụp ảnh người thật. Bước 4. Thanh toán bằng Pi. Như vậy là từ nay trở đi, Pioneer sẽ phải thanh toán thêm chi phí cho dịch vụ KYC của mình. Tuy nhiên, quá trình trừ Picoin sẽ được thực hiện khi Pi về Mainnet. Về tổng thể thì quy trình KYC tài khoản vẫn không có gì thay đổi nhiều ngoài việc thanh toán thêm Picoin. Phần 2. Sẽ có một đợt KYC lớn sắp tới. Từ đầu năm 2024, chúng ta đã phân tích về hành động của Pico Team. Khi họ liên tục đề cập đến chủ đề KYC thì nghĩa là sẽ được KYC số lượng lớn. Quan trọng hơn là số user được đẩy KYC chính là một trong ba yếu tố giúp mạng Mainnet mở. Nếu Pico Team thay đổi cơ chế KYC trong đợt này thì chắc chắn sẽ có một đợt mass KYC được diễn ra. Điều này cũng đồng nghĩa nhiều Pioneer đang bị kẹt đơn sẽ được thông qua. Đến giữa tháng 3 năm nay thì lượng người dùng KYC đã vượt qua mốc 9,61 triệu tài khoản. Theo tiêu chí Mainnet mở thì con số này chỉ cần đạt 15 triệu người dùng. Nếu tính theo tỷ lệ thì chúng ta đã đi qua 2/3 chặng đường dẫn về Mainnet mở. Mỗi ngày trung bình có thêm 23.333 tài khoản mới vượt qua KYC. Chúng tôi dự đoán trong tháng 5 hoặc chậm nhất là hết quý 2, lượng người dùng KYC sẽ còn tiếp tục tăng vọt và đưa mạng lưới đạt mốc 15 triệu người dùng. Phần 3. Pico Team gián tiếp định giá Picoin thông qua KYC. Giá cả của Picoin luôn là chủ đề hấp dẫn được cộng đồng quan tâm rất nhiều. Có rất nhiều leader và hội nhóm đã hô hào kêu gọi mua bán Picoin lên tới 314 đô, 6.700 đô hay trào lưu GCV định giá vô chi lên tới 314.000 đô. Tuy nhiên, qua tính năng KYC lần này thì mọi việc đã dần được xác định vì mỗi lượt KYC sẽ được tính 1 Pi. Nên việc định giá lên đến hàng ngàn đô là điều không thể. Ví dụ, các dịch vụ KYC hiện tại đang được tính phí dao động từ 1 đến 5 đô trên một người dùng. Đây là mức giá sàn của các dịch vụ tính phí bằng trí thông minh nhân tạo AI mà các bên dự án đang sử dụng. Nếu tính tương tự thì mỗi Pi được giao dịch ở vùng giá từ 1 đến 5 đô cũng là một mức giá phù hợp cho Picoin vào lúc này. Trong khi đó, hiện nay giá Pi đang được giao ngay vào khoảng 7.800 đồng trên thị trường tự do OTC và khoảng 0.31 đến 0.29 đô trên Pi Bridge. Từ thời điểm ra mắt tính năng KYC tính phí Pi thì giá trị Picoin đã tăng nhẹ chỉ trong vòng 12 giờ. Đến đây thì chúng ta cũng đã đi đến phần kết thúc của video ngày hôm nay. Theo bạn thì Picoin sẽ được định giá bao nhiêu nhờ vào tính năng KYC này? Hãy để lại ngay comment bên dưới để cùng nhau thảo luận với mọi người. Ngoài ra, các bạn cũng có thể tham gia vào group cộng đồng của CryptoLeakVN để cập nhật nhiều kiến thức và thông tin về dự án Pi Network. Link tham gia chúng tôi sẽ để ngay bên dưới mô tả của video này. Nếu thấy video hữu ích, các bạn hãy like, share để lan tỏa thông điệp đến với cộng đồng, giúp mọi người hiểu thêm về dự án Pi Network. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video sau.